Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của tuấnxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Bay chỗ chấm hè, bay ba kho đi mọi người. Hả? Chuyển lại lấy ba kho đi mọi người. Mà ví dụ bây giờ đầu game có được nhặt tay súng AR không? Ai tìm nhá, cứ một AR một sóc lọ thôi. phải nhặt chứ không nhặt nó bắn to. Mình đang liên chơi thử thách mà. Cứu được không? Cứu được không? Anh xuống này. Không. Không anh ạ. Úi thằng này nó có sắc ăn lần. Không có xe. Chứ có máu nữa đây. Mày này. Mẹ biết thế luôn mà giết cụ rồi. Thế là anh lại thừa hưởng khẩu sốc lọ đó. Mà gọi em xuống. Để em tay nha. Và em cây một cây đấy. Đây đây. Thanks. Có một cây mà. Ô, team nào vừa bắn flare gun. Ui, team này bên này bắn flare gun này mọi người. Con nó chạy kìa, bắt đi hai thằng thôi. Ôi trời ơi. Ôi, anh đi con này là chết đó. Dừng anh ơi. Dừng. Ui trời ơi. Mẹ nó. Ui trời ơi. Mày. Sợ mày cứ trợ. Cả nồi. Nó đè giữa mặt mình nó. Kìa, cục thính kìa. Watch out. Vậy nồi đè thẳng mặt mình nó đâm. Cái thằng củ cải đấy nó cũng không có ấy em ạ, nó không có nó không có đạn. Nó xuống nó cũng thay đạn. Mày đấy. Đơm nó không kêu xe ở đâu ạ? À? Ủa, có xe PUBG mà. Đây, nó một team nó còn đang lút thính này em này. Chỗ anh à? Trong nhà anh. Đây, trên nhà anh nhá. Hai thằng, hai thằng. Từ từ thôi nha, anh hết sửa sai rồi đó. Anh biết rồi. Cái gì đây? Chết rồi, chứ. Đi nhà. Trên nóc thông thường có nha. Nóc thông thường nha. Ôi ôi. Tầng 2 rồi. Bên phải. Ui, anh phải. Chết luôn rồi à? Rồi. Ui, chết luôn Lộc rồi. Nó phơ mình ạ, nó phơ. Thế là ba thằng ấy, còn thằng trên nóc nữa. Rồi, lia luôn. Chưa, anh cả. Đây còn thằng tầng 3 nữa, nó đang kề. Đó đem bông. Lên luôn, anh em bông. Ui rồi. Ôi, nó đứng bên kia. Ui, đó. Còn mẹ, đứng bên kia. Đừng qua anh, em nhảy xuống, bỏ xuống là cứu được. Ủa, thế bọn này không phải là bạn của hai người có tin xuống rồi, đấy xuống à? Rồi. Đây, nó đây. Rồi, xong em ơi. Chiêu nhầm người hả bạn? Đi. Cho em cây sọc gân bắn cho vui đi. Quay lại bọn kia. Quay bọn kia lút. À, thôi đi. Kia tha hồ mà. Ôi, ui giời ơi. Thua luôn mẹ, chán vãi chưởng ạ. Má nhìn quả lộn. Ôi, lên đây xếp hình em ơi. Lên đây xếp hình. Má nhìn quả xe lộn khổ mà anh. Buồn cười. Mấy cái góc này không lên được cơ, phải ra mãi tít tận đây cơ. Đây, góc này này. Đây, góc này lên được. Lên được, thoải mái. Đây, góc anh này. Góc đấy không lên được nhá. Đây, góc này. Lên được không? Không, không được thật ạ. Không. Đã bảo không lên được. Kinh nghiệm chơi PUBG 30 năm rồi, cãi. Đi bộ thôi, không đừng nhảy, đi bộ. À. Hay ha. Mình.
thân lộc. Ủa ví dụ giờ không đặt cái giáp này nó có tông không ta? Cái gì cơ? Đặt cái giáp á? Đặt làm sao được? Cái lá trắng á? Không, không đặt được. Đó. Vãi nồi mất nửa máu xe luôn. Đây, trên tầng 2 này. Ui, gì vậy? Hết hồn. Ui, nhiều đạn súng gần lắm. Tha hồ mà. Ở bên trái. Đây. Trái có. Chẳng này nè anh ơi, địch. Địch á? Chẳng ở giữa. Đây này, giáp ba nhìn chưa? Nghe nó chạy kìa nè. Giáp ba đây. Ui trời ơi, nó đây, nó ở chỗ anh. À, đi luôn. Ui, nó bao vây anh rồi nhá. Đâu anh lạc vô đó hay vậy? Thì anh đi sau mọi người đó. Rồi, nghe được tiếng rồi. Hai thằng nhá. Hết chưa? Ô, mày gạt đã. Mới có một à? Có hai thằng, chắc chắn. Nó vừa đứng ở sau cái chòi canh xong. Vẫn sau cái chòi canh. Nó chạy vào trong kho. Hoàn dí nó đi. Ui. Chết. Ấy giời ơi. Trời ơi. Chỗ này khúc cài nó bắn được. Cao quá, không bắn được đâu. Có thằng lấy xe ở hướng 40 nhá. Hình như nó chạy vào khu ở trên kia sao ấy. Có xe này. Bắc kia. Bắc kia nữa này. Bắn lốp xe nó. Đừng xuống chết ạ. Rồi, gạt. Rồi, ok. Thằng ở trên nhà, trên trạm bắt sóng này. Mẹ, trên trời kìa. Mấy đồng đội nó hai à. Thằng này, hai à. Thằng đứng bên dụng nó vô. Ok. Rồi, dừng ở đây đi. Tới công chuyện. Tốn máu phết đấy cày. Nếu có gì dám đẩy vô. Mẹ, chỉ sợ thằng chết nó bắn thôi. Kìa, nó nhìn mình rồi. Ơ, thằng dưới có. Thằng gần này. Dưới có. Trời ơi, không bắn được tức ghê đó. Không bắn được thì ném nét. Nóc hai. Một. Ôi. Có thằng ở sau. Này cong nét luôn. Không, anh sợ không tới đâu. Anh nghĩ không tới đâu. Lửa nhá. Tới. Cẩn thận nhá. Ui trời ơi, quá hay. Vừa khít luôn. Đó, bên phải này. MG3 đấy. Kìa. Nó có một rồi. Cán luôn anh ơi. Rồi, sao không? Ui, bạn tiêu chết. Ui. Cầu mong cho tôi xin. Nhìn thấy một thằng nào đó. Mình nhặt là nhiều smoke nha, lát nữa mình bắn. Lát nữa mình ném hết mình còng. Okay. Ơ, một mạng free à? Ơ, có buggy nè anh ơi. Đây. Mày điên rồi. Ủa, vãi công an. anh cây mai. À, bắn hư xe rồi. Thằng này. Lấy xe. Thôi đi được anh. Nó ngoài bò à? Làm được. Quái nhở. Ôi, chỗ anh. Hai thằng. Đâu rồi? Nó cái tinh trăng. Nó bỏ. Xe của nó này. Bọn nó chỉ ở quanh đây thôi em ơi. Cho em một tiếng này, cho em một tiếng bắn đây. Con này nhảy lung tung thật sự luôn đấy. Rồi Tony đang bị bắn thấy mẹ gaming rồi.
hai thằng nằm đấy mà cũng không thấy bạn nữa, vô lý thật. Đâu Tony? Ui dồi ôi, mãi bên kia cơ. Xa thế. Hay. Thế còn thằng ở bên cầu nữa thôi. Anh thấy nó có một thằng thôi. Ui đông. Té. Ui hết xăng. Ôi chết cha rồi. Bên đó là những nguyên tim đó. Nguyên tim. Anh thấy đông lắm. Thế là bốn thằng ở trên đấy. Thế ở trên này vẫn còn người đấy tôi ông Taka. Ê nó. Đó trước mặt này. Hết xăng. Rồi. Mấy thằng nữa? 4 thằng nữa. Mấy lại còn 4 thằng cuối. Có khi 4 đó, 4 thằng đấy đấy. Mấy bọn này toàn rắn với thằn lằn nên sợ vãi. Thôi anh phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp trước khi gặp nó đã. Bò bên đó còn bò. Ôi nó bắn con bắt nóc kìa. Thế thì bên đấy 22 rồi. Công thôi. Đẩy luôn. Đây em qua chỗ cầu được rồi. Chết rồi kìa. Nó bắn thẳng đi. Ê. Watch out. Ok. Thằng này hình như... À, hai nha. Hai thằng. Đang chạy watch này. Out. Ôi. Ôi chết chà. Chết rồi. Được. Lái xe xuống này nó đang hồi máu á. Anh có xe, anh có xe. Đúng được. Có một thằng này. Nó đang bắn phía đấy đấy. Tuấn đây. Đợt. Đang chạy lên cứu ấy. Thứ nó anh Tống. Úi giời ơi, may quá. Còn thằng đằng sau nữa thôi. Sống rồi. Taka ở đâu? Cứu được đúng không? Đây, cứu được. Còn thằng cuối không biết nó ở đâu em ạ. Má, cuống quá, ấn nhầm vào ba lô chứ. Thằng cuối đâu à? Skin này bắn khó quá đi à. Tầm 10 mét là bắn không chết. Anh... Ê, đây rồi em ơi. Bên sông em ơi. Rồi, mày bơi. Nó phải bơi. Mày bơi, mày chết. Nó cũng bắt đầu bơi rồi em ạ. Anh không thấy nó nữa rồi. Rồi nó đang đổ đôi kìa ở bên sông kìa. Em ở đây đón. Rồi em đi xe nó sợ nó không qua nữa rồi. Nó vẫn ở bên kia sông. Nó sợ rồi, nó thấy em đi xe, nó sợ vãi đái rồi. Em với anh chơi du kích là áp sát, móc anh nó. Anh em du kích này. Tony nó dụ cho anh em bơi rồi. Anh em thoải mái bơi luôn. Rồi. Trông hai thằng bơi trông cắm vãi. Rồi, sợ móc nó hết rồi. Thằng này chạy ở đâu đây? Tới công chuyện. Tony cẩn thận nhá. Úi dồi. Ôi, vai nổi bơi đến nơi rồi. Cày thế nhở. Để xem sóc lọ thì được bao nhiêu kill. Tổng cộng 31 kill. 41 kill. Ơi, có xe vào trường học. Kìa, nó đâm trái kìa. Hả? Có xe đâm vào trường học bên trái. Nó đâm vào cái nó chỗ. Nó đâm rồi, nó vào. Úi dồi ôi. Ôi xe máy à? Có hai thằng ấy. Xe máy. Không cả thi lắm nhỉ. Được. Có nhiều. Ê, tính chăng này. Có nhiều anh. Úi dồi ôi. Vai trưởng. Một viên dỡ người không chết. Ảo thật.
sóc cho con người ta thế. Rồi, ở chung cư có người này. Đây, lên đi, anh lái cho. Trời điệu. Mình vô đông quá. Anh nghe ngơ. Anh ấy vào nhà cao luôn đấy anh ơi, cho dễ công. Kìa. Kìa. Cái phải này. Cái này. Chết tao. Mày. Quay nhở. Gạt giò nó không đến đồng đội nó cứu. Ui, ngay góc nào, đỡ bên ngoài đó. Chạy rồi. Chạy đâu. Rồi em ơi. Ui dồi ôi, 686 có thêm chóc nữa thì ôi hủy diệt. Mày. Nó ở trên em ơi. Bom. Trên nóc vậy. Anh không biết được là ở đâu. Ui. Bởi anh nghe cái tiếng nó bơm máu ở bên này. Nên đang đi tìm. Cho anh xin cục máu Tony ơi. Anh ơi, dừng rồi, em lấy bình xăng anh. Rồi anh thấy rồi. Xuống đi. Cẩn thận nhá. Ôi trời ơi, vừa nói xong. Ôi trời ơi, chết. Chết. Cái còn nguyền gì vậy đó. Bốn viên em mày càng nó không chết kìa. Đằng xa á. Không, chứ không phải đằng xa. Ok, ủi lag à. Smoke em ơi. Mày chết. Mày chắc chắn. Ôi rồi ôi. Mày. Vãi nồi thật. Mày bắn hả? Ra đây. Chết. Một thằng ở đây luôn à? Thằng ở đây. Ui. Nó tìm tới. Nó tới kìa. Tìm tới kìa. Ngon. Rồi, tới nữa. Ôi, anh ơi, xe Bucky vào nữa anh ơi. Bucky chạy. Xe Bucky. Ôi, chỗ anh dừng nhá. Nó dừng. Nó chạy nó cam ấy. Nó cam những ai leo nhà đấy. Ai có dư máu, dư mủng gì không? Cho anh chi ít nào. Bên nhà kho đây, này, đây. Mọi người ơi. Ai nồi. Tốc rồi. Thật là khủng khiếp. Tiếng sóc lọ vang lên chua chát. Nó mới ghi đấy thì nó ra nó thòng rồi. Bố bảo nó không dám vào nữa. S12K này. Ôi mọi người xác đây dư S12K này. Đủ rồi. Rồi chạy rồi. Sẽ tới này. Hình như đi hồi sinh đó. Em mày đỡ hồi sinh đi. Cái gì á? Nó dừng. Bắt đi dừng nhá. Để nó hồi sinh mọi người. Cho nó cứu đi. Mình sợ bốc rồi. Mình đứng yên. Đừng có nó di chuyển là okay, nó sẽ ca okay. Nó cứu ấy. Đứng ở đây thì bố nó không dám cứu nữa. Thật. Ôi, chơi đi. Mẹ đứng đây bảo cho nó cứu đâu. Chơi ác vậy. Đốc một này. Một thằng chạy lên mặt nhà nhá. Cái đệt Đông Lào. Trời ơi Đông Lào ơi. Anh ơi em bị nãy em bị tổn rồi, em phải bắn lại chứ. Ủa rồi.
chả còn cái gì cả. Người già xong leo. Ôi dồi ôi, thằng này nó đem đến cho anh 12. Ô. Quay rồi. Bố láo này. Ô, thằng Bucky ngoài kia vẫn đang còn kìa. Ờ, thằng đấy lì vãi nồi luôn ấy. Ai đi Bucky với anh nào. Mày chết. Trời đã hết đạn rồi. Mày bán đi. Mày bán đi. Luôn ấy. Mày bán đi. Mày bán đi. Rồi, chết luôn. Ui, cứu em point. Được này, mình phá hướng cục đá nữa đó. Đây, 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 vào đây, vào đây. Đấy, lấy, lấy. Nổ bom hay sao? Nổ bom, nổ bom. Lấy gốc cây này. Nổ bom, nổ bom, lùi, 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 lùi ta đi, ấy, ấy, nổ bom. Đây rồi, 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 rồi. Đông thế nhỉ? Nghe tiếng sóc lọ mà nó không sợ. Bắt được sợ. Này nó có hồi sinh ngay là đông. Nhờ rồi, nó có thằng bên bên ấy thế này. Đẩy đi, đẩy đi. Ui giời ơi. Liều. Liều với tổ đội sóc lọ chúng tôi à. Mẹ, đúng càn từ mẹ thôi. Bọn này chắc nó trầm cảm lắm ấy. Đậu phộng. Yo 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 yo. Tầng 1, tầng 3 đều có hết. Trên nóc có, trên nóc có ông chạy kìa. Chạy đâu? Bom nhá, bom nhá. Thì có thằng nhảy xuống rồi. Con mẹ nó chạy rồi. Một. À nó bỏ đồng đội à? Làm xe nó chạy. Thì nó bỏ đồng đội nó đi hồi sinh rồi, thì cũng được. Làm gì còn hồi sinh nữa đâu. Còn mỗi cái khu đâu vẫn còn được kìa anh. Còn mỗi khu này hồi sinh thôi mà đi đâu rồi? Đi đâu mọi người? Chắc nó ra chỗ chỗ khu 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 nhà hốt này nó hồi sinh. Ok, lấy xe lấy xe lấy xe. Let's thôi cứ để cho nó hồi sinh anh ơi, lấy thêm. Mình theo mình qua cầu nhá. Qua cầu rồi này. Ơ, có tiếng. Chạy sao, có thể bắt kiên sau đây, có thể bắt kiên sau. Chạy đi đâu. Bạn chạy đi đâu. Ôi bạn ơi, đời này coi như bỏ. Kiếp này coi như vĩnh biệt rồi. Ui dồi ôi. Còn đông xe nữa thì. Ai, ai cứu bạn đây. Khổ quãi rồi. Đó, 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 cây muốn nặng mà gió chẳng nhìn. Gọi à, gọi à. Đây, không phải gọi, quay lại liền. Đâu? Em nghe như trong nhà vệ sinh. Xe bên trái nè anh. Rồi, nó nằm kìa, nó nằm kìa, nằm kìa. Nằm đâu? À rồi, bây giờ bước cây này, rồi bước cây. Ui dồi, còn không kìa. Bảo đâm xe đi mà bắn sốc loại thế thì. Cần đi đạn rồi, cần đi đạn sốc ăn rồi. Ok ok. Nào, các anh bạn chặn cầu đi. Tìm cầm kìa. À, chặn cầu kìa. Thôi cái màu anh nghi thì mắng nhiều quá. Bỏ chặn cầu. Đây đây, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải. Kìa kìa kìa, đứng kìa, đứng kìa. Nó đang bị cam. Rồi. Đắp vô lên. Sau lưng có, sau lưng có. Watch out. Có xe vô à? Xe vô kìa. Rồi. Clear chưa? Có xe vô cầu nữa nè. Có xe vào nhỉ? Có xe vào cầu. Ok ok. Ui ui, bọn này bắn được này. Mọi người ơi, qua anh qua ở cho mình xin ít đạn. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Qua đây. Đây. À. Anh cho một lửa luôn này. Một lửa đạn, số đạn anh có này. Đây. Anh em tổ đội cầm sóc lọ đi xe đạp. Cho nó máu. Lếu. Chơi đi. À, thằng quần què đây xảy ai. Ủa kìa. Ơ. Vậy. Ôi, xong. Vãi nồi ạ. Anh đứng ở đây rồi. Hai bên SMK. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Còn một thằng cuối. Chỗ mấy người gần lia đúng không? Đi.
tổ đội đi đi xe đạp cầm sắc lọ. Bá vãi. Chỗ này còn một con xe đạp vậy này. Ai đi xe đạp không? Ta cái đi xe máy đi. Đi xe này sắp mark the location. Mark the location. Xịn vãi trưởng ạ. Tổ đội xe đạp. Đúng kiểu chiến tranh. Chiến tranh thô sơ vãi thôi ạ. Đi xe đạp cầm sóc lọ. Thôi có khi mạng cuối cho Lộc đi. Đó mọi người bắn đi. Không em mạng cuối không. Mình đập chảo đi. Mạng cuối ai ăn đi, chẳng em có 4 kill à. Ai ăn đi. Đúng rồi. Lộc ăn đi, Lộc ăn đi. Trận trước Lộc chết rồi, trận này cho Lộc ăn. Kiếm, mà căn bản giờ phải kiếm nó. Trông dị vãi. Đây bên công cai đây. Đâu. Ui. Đừng nha. Trời bắn. Ok kìa. Ê, nó bắn em chưa chết được. À Lộc cũng được 13 kill là ngon rồi. 27. Ơ. Ui trận trước 41, trận này thì 40 kill ạ. À. Vai nổi. Chào mừng các bạn đã đến với tonatxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tonatxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.